Huấn luyện viên Lê Thụy Hải đá như U23 Việt Nam sao vô địch nổi V-League. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải cho rằng, màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về câu lạc bộ chưa để lại nhiều ấn tượng. Ông tin họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi V-League chính thức khởi tranh. Tâm điểm của bóng đá Việt vài ngày qua là sự trở lại của những tuyển thủ U23 Việt Nam trong màu áo các câu lạc bộ. Ngoại trừ Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh mới ghi bàn tối qua 28 tháng 2, phần còn lại đều gây thất vọng. Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trong thất bại của Thanh Hóa, nòng cốt U23 Việt Nam không thể giúp câu lạc bộ Hà Nội thoát khỏi thất bại 0-3 trước Tân Binh Nam Định, trong khi Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn im tiếng dù Hoàng Anh Gia Lai thắng Bình Phước 2-0. Đánh giá về phong độ của các tuyển thủ U23 tại câu lạc bộ, huấn luyện viên Lê Thụy Hải thẳng thắn: "Tôi đã xem 3 trận của Sông Lam Nghệ Anh, 2 trận của Thanh Hóa, tôi thấy các bạn U23 Việt Nam ở hai đội này chẳng có gì nổi bật. Người ta ca ngợi Bùi Tiến Dũng là ca ngợi ở U23 Việt Nam. Còn trận gặp Yangon United thì sao? Bàn thứ nhất, cậu ấy đẩy bóng ngay chân người ta, dù cú sút xa từ ngoài vòng 16m50. Bàn thứ hai, trung vệ dâng lên cao quá tạo ra khoảng trống ở giữa, nhưng nếu Tiến Dũng băng ra nhanh hơn, đội chưa chắc đã thua." Văn Đức và Xuân Mạnh ở Sông Lam Nghệ Anh cũng chưa có gì ấn tượng. Chiến thắng của Sông Lam Nghệ Anh là chiến công của cả đội đã chơi nỗ lực, tập thể. Cả đội cùng truyền cho họ, thì họ ghi được bàn cũng là phải thôi. Cựu trợ lý tuyển Việt Nam tiếp tục: "Sự kỳ vọng dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam là rất lớn. Sau thành công của đội tuyển ở giải U23 châu Á 2018, phần lớn đội hình U23 Việt Nam cũng đang có suất đá chính tại câu lạc bộ. Những người như Quang Hải, Văn Hậu còn giành quả bóng đồng, cầu thủ trẻ hay nhất năm. Dù vậy, ông Hải vẫn cho rằng, tất cả các bạn trẻ ấy, tôi chưa thấy ai nổi bật. Họ phải hiểu rằng V-League khác xa giải U23, trừ đội Hoàng Anh Gia Lai có cả một tập thể U23, những em khác ở các đội khác đều chưa phải xương sống, hay ngôi sao của tập thể. Các em ấy chỉ là sôi đổ trong đội bóng của mình. Hà Nội, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ Anh hay Thanh Hóa, đều có nhiều cầu thủ hay và kinh nghiệm. Họ không trẻ và non nớt như các em đâu." Một trong những điều khiến ông Hải quan tâm là sự thích ứng về lối chơi. Khác với giải U23 châu Á, mỗi câu lạc bộ V-League lại có phong cách chơi khác nhau, phù hợp với mục tiêu chiến lược và nhân sự của từng đội. Càng gần nhóm đầu, yêu cầu về lối đá của các đội càng cao hơn. Cựu huấn luyện viên Bình Dương phân tích: "Ở U23 Việt Nam, các em chơi phòng ngự tử thủ là chính, cố gắng đưa trận đấu tới hiệp phụ và phạt đền. Còn tại V-League, người ta phải chơi áp đặt, phải tấn công và giải quyết bằng các chiến thắng. Anh muốn vô địch V-League thì phải thắng ít nhất 10 mấy trận chứ. Anh không thể đá phòng ngự suốt tại V-League được. Đá thế thì giải nhất, giải nhì làm sao nổi. Ta không thể thấy U23 đá phòng ngự mà bảo các em ấy đá thế là được. Tôi bảo là chơi như thế chưa được." Danh thủ Đường Sách cho rằng, cầu thủ U23 Việt Nam cần sớm thích nghi với các chiến thuật khác. Tới đây, khi tuyển Việt Nam về lại đấu trường Đông Nam Á ở AFF Cup, đối thủ sẽ chơi phòng ngự nhiều hơn. Tuyển Việt Nam sẽ buộc phải chơi áp đặt, đá cửa trên. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đều phải sẵn sàng cho thay đổi lớn ấy. Ông Hải đồng thời cảnh báo U23 Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Các cầu thủ đang tiến bộ từng ngày, nhưng họ sẽ chỉ duy trì được sự thăng tiến ấy bằng cách tiếp tục nỗ lực không ngừng. Bác sĩ U23 Việt Nam, vì tương lai cầu thủ, chấp nhận thua chung kết. Nhờ các bác sĩ, không một cầu thủ U23 Việt Nam dính phải sự cố doping đáng tiếc. Cũng chính sự quyết liệt của các bác sĩ đã ngăn Văn Hậu trong tình trạng chấn thương vào sân phút cuối trận chung kết, dù rằng U23 Việt Nam sau đó thua U23 Uzbekistan. Nghiêm ngặt chống doping ở U23 Việt Nam. Mọi câu chuyện của U23 Việt Nam trong hành trình tới trận chung kết U23 châu Á 2018 đều là những kỷ niệm đáng nhớ. Khi người ta nhắc nhiều đến các bàn thắng của Quang Hải, phản xạ ấn tượng trên chấm 11 ở Tiến Dũng, sự bùng nổ từ Văn Đức hay đóng góp thầm lặng mang tên Công Phượng, thì vẫn còn đó những cống hiến phía sau cánh gà của các bác sĩ đội tuyển U23 Việt Nam. Ở hành trình đến Trung Quốc tham dự giải, U23 Việt Nam có tổng cộng 3 bác sĩ, đó là anh Nguyễn Trọng Thủy, Tuấn Nguyên Giáp và Phạm Văn Minh. Nhiều người nghĩ rằng công việc của bác sĩ đơn giản là điều trị khi các cầu thủ bị chấn thương. Song thực tế, nhiệm vụ dành cho đội ngũ bác sĩ của U23 Việt Nam còn nhiều hơn thế. Những ngày cuối trước khi U23 Việt Nam lên đường,
bác sĩ Phạm Văn Minh tất tả chọn từng đôi giày, từng cỡ giày cho các thành viên của đội bóng. Những anh em khác cùng các trợ lý của đội hớt hải đặt tất chân, áo red rồi chuẩn bị cả giày đinh sắt theo yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo, phòng trừ red đậm, tuyết rơi tại Trung Quốc. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng dành cho ba bác sĩ của U23 Việt Nam, đó là ngăn sự cố đáng tiếc liên quan đến doping đối với các tuyển thủ. Chứng kiến thủ môn số 3 của U23 Malaysia dương tính với doping, rồi một số những gương mặt khác cũng bị ban tổ chức giải đặt trong vòng nghi vấn. Người ta mới thấy công việc của các bác sĩ U23 Việt Nam đã thành công thế nào. Từ thức ăn, đồ uống sinh hoạt cho đến nước uống phụ trợ khi tập thể thao, mọi thứ đều được các bác sĩ kiểm tra, gửi cho tiểu ban y tế của vòng chung kết U23 châu Á phân tích kỹ càng, đảm bảo không một tạp chất nào liên quan đến doping ảnh hưởng tới U23 Việt Nam. Giằng xé trong mưa tuyết chung kết. U23 Việt Nam chưa bao giờ trải qua một hành trình lịch sử và dài hơi đến thế. Cũng chính vì dồn 100% sức lực cho mọi trận đấu mà khi trở về, các cầu thủ như muốn mệt lả. Khi ấy, sự chăm sóc của các bác sĩ U23 Việt Nam giá trị đến thế nào? Ba bác sĩ chia nhau ra trị liệu, massage cho cầu thủ. Mỗi ngu ơi phụ trách 4 cầu thủ, số còn lại trong đội bóng, họ hướng dẫn cách tự dùng máy massage. Có nhiều hôm, buổi massage cho đội kéo dài đến nửa đêm. Các bác sĩ hoạt động tối đa công suất. Chứng kiến điều đó, huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các buổi massage chỉ kéo dài đến 2-3 giờ để tránh vất vả và quá tải cho bác sĩ. Bởi nếu họ lỡ ốm, ai lo lắng, chăm sóc cho cầu thủ đây? Dù vậy, thời gian biểu của các bác sĩ U23 Việt Nam vẫn kéo dài đều đặn từ 6 giờ sáng hôm trước đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Mọi công việc từ chẩn đoán, đưa ra phác đồ điều trị bởi bác sĩ Trọng Thủy, đến thực thi, trị liệu từ hai bác sĩ Nguyên Giáp và Văn Minh cứ ngày ngày tổ chức như thế. Nhưng có một câu chuyện mà đến giờ các bác sĩ U23 Việt Nam vẫn vấn vương trong tâm trí. Đó là trường hợp của Văn Hậu. Chấn thương rách cơ đùi phải sau trận đấu với U23 Syria khiến Văn Hậu lỡ hẹn với phần còn lại của giải đấu. Văn Hậu đã khóc rất nhiều khi không thể đồng hành với U23 Việt Nam. Các bác sĩ vỗ về động viên cậu em của đội, các anh sẽ cố hết mình để chữa cho em. Cố lên nhé! Chấn thương của Văn Hậu đã thuyên giảm phần nào trước trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Nhưng việc đưa anh ra sân vẫn là một điều mạo hiểm. Bởi nếu điều không may xảy ra, sự nghiệp sau này của Văn Hậu sẽ bị ảnh hưởng xấu. Giai đoạn cuối trận đấu, chứng kiến U23 Uzbekistan liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm. Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã nghĩ việc đưa Văn Hậu, một cầu thủ có chiều cao 1m85 vào sân. Nhưng khi ấy, các bác sĩ đã ngăn quyết định ấy thành hiện thực. Sau cùng, U23 Việt Nam để thủng lưới đúng ở giây cuối, từ tình huống xuất phát bởi bóng bổng. Nếu Văn Hậu có mặt trên sân khi ấy, biết đâu U23 Việt Nam có thể hóa giải tình huống 0-9 của đối thủ. Nhưng đó là một sự mạo hiểm. Chúng tôi không muốn chấn thương của em ấy nặng hơn. Một bác sĩ của đội tâm sự lại. Là người Việt Nam, ai cũng mong chiến thắng cho đội nhà. Nhưng lương tâm của bác sĩ không cho phép vì chiến thắng ấy mà đánh đổi sự nghiệp tương lai của tài năng trẻ bóng đá nước nhà. Giá trị nghề y nằm ở chỗ đấy. Đoàn Văn Hậu lên báo Hà Lan, sao Việt nào chơi bóng ở châu Âu? Tờ Vút Bang Yôn đã bất ngờ vinh danh Đoàn Văn Hậu và mở ra cơ hội sang Hà Lan thi đấu. Trước đây, bóng đá Việt Nam cũng đã tự hào khi có cầu thủ chinh chiến tại châu Âu. Đoàn Văn Hậu không tham gia trọn vẹn vòng chung kết U23 châu Á vừa qua vì chấn thương. Thế nhưng màn trình diễn xuất sắc của hậu vệ đa năng gốc Thái Bình đã chinh phục được các chuyên gia khó tính nhất. Mới đây, tờ Vút Bang Yôn của Hà Lan bất ngờ vinh danh cầu thủ sinh năm 1999. Họ không ngần ngại gọi hậu là Đoàn Văn Bèo để so sánh với Gareth Bale của Real Madrid. Không chỉ dừng lại ở mức độ ca ngợi, bài viết trên Vút Bang Yôn còn đánh giá khá sâu về chuyên môn, cũng như tố chất của Đoàn Văn Hậu. Với chiều cao khá tốt 1m85 và sở hữu cái chân trái rất dị, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC được gợi ý đủ sức thi đấu tại giải vô địch Hà Lan, thậm chí PSV còn được chỉ đích danh. Bóng đá Việt Nam có quyền tự hào về lứa cầu thủ U23. Hiện tại, trước Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh cũng được các chuyên gia châu Âu đánh giá rất cao. Nhà môi giới có tiếng tại V-League từng hết lời ca ngợi những phẩm chất của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Người đã đưa huấn luyện viên Petrovic về dẫn dắt Thanh Hóa nhận định, Vũ Văn Thanh phù hợp để thi đấu tại châu Âu.
cậu ấy có thể chơi tốt ở hai cánh trong vai trò một hậu vệ hoặc tiền vệ. Ở vị trí này yêu cầu về sức mạnh không nặng nề như các tiền vệ trung tâm. Đó là lý do tôi tin Văn Thanh có nhiều cơ hội hơn Xuân Trường hay Công Phượng. Văn Thanh và Văn Hậu là những gương mặt sáng giá nhất của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Những nhận định khách quan từ châu Âu càng khẳng định tài năng thực sự của hai ngôi sao trẻ này. Thế nhưng việc Văn Thanh và Văn Hậu có được sang chơi Âu thử sức hay không vẫn nằm ở thì tương lai. Nhìn ngược về quá khứ, bóng đá Việt Nam đã thực sự được nở mày nở mặt khi Lê Công Vinh được mời sang Bồ Đào Nha thi đấu. Sau khi góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF 2008, tiền đạo xứ Nghệ đã cập bến một đội bóng thi đấu tại giải cao nhất Bồ Đào Nha thời điểm đó. Công Vinh xuất ngoại trời Âu không phải để học hỏi hay tích lũy kinh nghiệm, mà để chiến đấu thực sự. Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam đã khiến báo giới Bồ Đào Nha phấn khích với màn chào sân ấn tượng. Tại vòng 7 mùa 2009-2010, Công Vinh thi đấu trọn vẹn 90 phút góp phần giúp Lây suýt hạ Lây Ria 3-2. Dù tiền đạo Việt Nam không ghi bàn nhưng có hai tình huống suýt lập công. Không dừng lại ở đó, Công Vinh tiếp tục để lại ấn tượng sâu đậm trên đất Bồ. Lần ra sân tiếp theo tại Cúp Quốc gia, chân sút xứ Nghệ đã trực tiếp ghi bàn vào lưới Casabia. Pha lập công đó đã đưa Công Vinh lên trang nhất tờ record cùng dòng tít, Vinh đã đến và ghi bàn. Thành công mà Công Vinh có được trong 4 tháng tại Bồ Đào Nha là dấu ấn đậm nét, không chỉ của riêng tiền đạo này mà còn của cả nền bóng đá Việt Nam. Đây cũng sẽ là tấm gương sáng cho lứa Văn Hậu, Văn Thanh, nếu có cơ duyên được sang châu Âu thử sức. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.